Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang vừa tổ chức kỳ họp thứ 13 chuyên đề khóa 23, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang đã bầu ông Hà Minh Mẫn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Giang đến năm 2035, quyết định chủ trương đầu tư dự án lắp đặt đường điện chiếu sáng công cộng từ km 6 đến km 8+300 quốc lộ 4C đường Hà Giang Quản Bạ thuộc phường Quang Trung sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thành phố quản lý. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hệ thống tiêu thoát nước thải công cộng từ chợ Ngọc Hà ra suối Nậm Thấu thuộc phường Ngọc Hà. Ngày 30 tháng 10, huyện ủy Quản Bạ đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình nhân sự giới thiệu quy hoạch, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các hội nghị đã quán triệt văn bản và xem xét tờ trình giới thiệu ông Đỗ Quang Dũng, huyện ủy viên, tránh văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện để thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ nhiệm kỳ 2021-2026. Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ, bảo đảm tính kế thừa, đảm bảo đúng quy trình quy định hướng dẫn của tỉnh. Cùng ngày, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã xem xét kiện toàn bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Viên Thị Mai Lan, hiện đang giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận huyện ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Ban tổ chức tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 mở lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Văn nhiệm kỳ 2025-2030. Nội dung bồi dưỡng gồm 20 chuyên đề, trong đó 16 chuyên đề do Học viện Chính trị khu vực 1 đảm nhiệm, 4 chuyên đề do địa phương đảm nhiệm. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp bổ sung kiến thức mới, kỹ năng, kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn, đảm bảo đầy đủ, toàn diện trong lãnh đạo quản lý cho cán bộ công chức quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý, đồng thời chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 26 tháng 10, tại xã Bản Phùng, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì đã giao ban với lãnh đạo 8 xã phía Bắc của huyện về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng năm 2023. Theo đó, 8 xã cần triển khai xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, phát huy tính gương mẫu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chú trọng công tác phát triển đảng, công tác đảm bảo chính trị nội bộ, công tác phản biện xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trên địa bàn, tập trung thực hiện cải tạo vườn tạp theo hướng bền vững, thực hiện xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh theo phương châm người dân nói với người dân. Về quốc phòng an ninh, chú trọng tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới. Về triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, cần chú trọng nghiên cứu, kiểm tra kỹ hồ sơ, sổ sách, hoàn thiện đầy đủ giải ngân theo tiến độ và khối lượng đúng quy định. Huyện ủy Quang Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết 10 tháng năm 2023, các ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Quang Bình yêu cầu các cấp, các ngành và các xã thị trấn cần xây dựng kế hoạch, lộ trình các chỉ tiêu cụ thể trong xây dựng nông thôn mới. Đối với chương trình cải tạo vườn tạp cần quyết liệt hơn nữa và gắn với việc trồng hoa cảnh quan. Đánh giá lại các mô hình, khuyến khích các hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện cải tạo vườn tạp, nâng cao thu nhập. Việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu tiếp tục triển khai tuyên truyền, có giải pháp đột phá chỉ đạo cụ thể cho các xã thị trấn vào cuộc, đảm bảo thực hiện xóa bỏ hủ tục phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh cho người dân được tốt nhất. Vừa qua tại huyện Xín Mần, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội khuyến học năm 2023. Nội dung tập huấn gồm nghị quyết đại hội lần thứ 6 Hội Khuyến học Việt Nam, các kỹ năng công tác hội, bộ tiêu chí đánh giá các mô hình học tập, công dân học tập, quy trình đánh giá công nhận mô hình học tập giai đoạn 2021-2030, hướng dẫn đánh giá các mô hình học tập như gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Qua tập huấn giúp các chi hội khuyến học cơ sở đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội khuyến học cơ sở đạt hiệu quả, đồng thời thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác khuyến học khuyến tài, xã hội học tập tại địa phương. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên được thành lập năm 2013. Qua 10 năm hoạt động theo mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú, chất lượng giáo dục toàn diện của trường đã có những chuyển biến rõ rệt.
Năm học 2023-2024 này, toàn trường có tổng 325 học sinh, 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, sáng xanh, sạch đẹp, an toàn. Các phòng học văn hóa và phòng chức năng, thư viện xanh, khu bếp, nhà ăn, phòng ở cho học sinh đảm bảo là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh hàng năm đạt 99-100%, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ chuyển lớp chuyển cấp từ 97.8%-100%. Nhiều học sinh đạt giải cao tại hội thi học sinh giỏi các cấp. Nhà trường chúng tôi đã tổ chức chỉ đạo cán bộ giáo viên là điều chỉnh cái nội dung dạy học cho nó phù hợp với đối tượng học sinh tại vùng miền để nâng cao chất lượng, và đặc biệt quan tâm đến cái việc mà tăng cường tiếng Việt cho trẻ. Bên cạnh đó thì nhà trường đã tổ chức các cái câu lạc bộ để nhằm mục đích là nâng cao cái chất lượng mũi nhọn, đặc biệt là đối với toán và tiếng Việt cũng như là các môn nghệ thuật. Để học sinh yên tâm bám trường, bám lớp, phấn đấu vươn lên trong học tập, ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Thanh Thủy còn đặc biệt quan tâm đến đời sống sinh hoạt, ăn ở của các em. Các bữa ăn đảm bảo cả chất và lượng, lựa chọn nguồn cung ứng thực phẩm uy tín, đảm bảo an toàn, nơi ăn ở bán trú gọn gàng, ngăn nắp, đủ số giường chăn nệm. Nhà trường cũng tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giúp các em biết đoàn kết, quan tâm giúp đỡ nhau trong học tập và đời sống hàng ngày. Tạo điều kiện cho các con ở nơi thôn xa xôi về ăn ngủ tại trường, và cũng đảm bảo về bữa ăn cũng như là chăn màn giường chiếu cho các con, và vệ sinh khuôn viên thì các con cũng như các cô sẽ thường xuyên hàng ngày là vệ sinh sạch sẽ từ phòng ăn cho đến phòng ở và cũng như khu vực vệ sinh. Với nỗ lực, sự quyết tâm cao của thầy và trò nhà trường cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành, tin tưởng rằng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Thanh Thủy sẽ ngày càng đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong công tác dạy và học, thực hiện tốt các mục tiêu phong trào thi đua đã đề ra, tạo một môi trường giáo dục tốt nhất cho con em các dân tộc trên địa bàn. Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Mèo Vạc phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Mèo Vạc yêu cầu các cấp bộ đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn huyện, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao năng lực hoạt động cho đoàn viên, đội viên, tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào thanh niên sáng tạo, các chương trình đồng hành với thanh niên với những nội dung cụ thể thiết thực, phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục các đoàn viên, đội viên. Huyện đoàn Yên Minh cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, đội và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, huyện đoàn Yên Minh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, quan tâm, không ngừng phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai tổ chức các phong trào, hoạt động đoàn, hội, đội phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị, tổ chức tốt các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ đoàn, đội trường học năm học 2023-2024, triển khai thực hiện tốt chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động của tổ chức đoàn, hội, đội trên địa bàn huyện. Hướng đến một môi trường xanh sạch đẹp và hạn chế tối đa việc sử dụng đồ nhựa, nhóm học sinh chung tay bảo vệ môi trường tại trường Trung học cơ sở Bằng Lang được thành lập với sự tham gia của 7 thành viên và được sự hỗ trợ của tổ chức Good Neighbor International GNI. Mục đích nhằm nâng cao ý thức và hướng dẫn cho các em học sinh chung tay bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, nhóm cũng sáng tạo các sản phẩm tái chế từ nhựa, vải, giấy đã qua sử dụng để trở thành những vật dụng có ý nghĩa trong cuộc sống. Thực trạng về các vấn đề về môi trường hiện nay thì việc phòng chống biến đổi khí hậu, và mong muốn là sẽ học sinh sẽ luôn luôn ý thức và giữ gìn về môi trường xung quanh của mình, và nhất là các vấn đề như là rác thải sẽ không bị xả ra tự nhiên một cách bừa bãi và sẽ được xử lý một cách kịp thời trong môi trường học đường của mình hiện nay. Nhóm đã thực hiện việc thu thập rác có thể tái chế như chai nhựa, ống hút và một số nguyên liệu khác. Từ các nguyên liệu này, nhóm đã làm ra các đồ dùng xinh xắn như chậu cây, lọ hoa,
ống đựng bút, sau đó thực hiện đổi rác lấy quà trong trường. Với mỗi kg rác có thể tái chế như nhựa, giấy bỏ thì có thể đổi được một món quà tương ứng. Số rác thu về sẽ được nhóm tiếp tục phân loại để tái chế thành đồ dùng tiếp tục cho những phiên đổi sau hoặc bán cho cơ sở thu mua rác tái chế để hạn chế lượng rác thải ra môi trường mà không được xử lý. Qua đó lan tỏa hành động đẹp và thể hiện vai trò trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp. Khi tham gia chương trình này, em cảm thấy sẽ hiểu rõ hơn về bản thân và mọi người về vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ạ. Em muốn em và mọi người sẽ hiểu biết hơn về vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Em sẽ tuyên truyền với các bạn trong lớp và trong trường về vấn đề biến đổi khí hậu và không vứt rác bừa bãi, sử dụng túi vải thay vì túi ni lông, đi tránh sử dụng nhiên liệu có hại. Cùng với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo và sự sáng tạo của mình, các em học sinh đã có nhiều ý tưởng sáng tạo để làm ra các sản phẩm từ vật liệu nhựa phục vụ cuộc sống và đề xuất các mô hình giảm thiểu giúp thu gom phân loại rác thải hoặc tái chế các sản phẩm từ nhựa, tích cực tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi công cộng. Qua đó cùng nhau lan tỏa những thông điệp, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường sống bằng những hành động, việc làm thiết thực. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Quang vừa tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn vận hành địa chỉ tin cậy ở cộng đồng cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở và chủ địa chỉ tin cậy về vận hành mô hình và phương pháp hỗ trợ nạn nhân. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án 8 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở trong việc thành lập và vận hành địa chỉ tin cậy cộng đồng nhằm hỗ trợ giúp đỡ kịp thời nạn nhân bị bạo lực gia đình về nơi tạm lánh, tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt hơn công tác về bình đẳng giới, thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vừa qua, Đoàn Từ thiện Hà Nội đã tổ chức trao quà cho hộ nghèo, học sinh mầm non và tiểu học của thôn Phiêng Luông, xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê. Tại đây, đoàn đã trao 88 suất quà cho hộ nghèo, 37 suất quà cho các em học sinh tiểu học và mầm non, gồm áo ấm, mũ len, vở viết, dép nhựa, với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Thôn Phiêng Luông là thôn vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại rất khó khăn của xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê. Việc trao tặng quà cho hộ nghèo, học sinh của Đoàn Từ thiện Hà Nội thể hiện tấm lòng hảo tâm, góp phần giúp đồng bào nghèo, vùng cao vơi đi những khó khăn vất vả, ổn định cuộc sống, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Hùng An, huyện Bắc Quang đã mở rộng diện tích và có thu nhập cao từ trồng cây ăn quả, trong đó có gia đình chị Phùng Thị Tươi ở thôn Kim Bàn. Với diện tích đất vườn gần 3 hectare, gia đình chị Tươi đã trồng 700 gốc bưởi diễn. Và 3 năm trở lại đây, gia đình chị Tươi còn mạnh dạn ghép cải tạo mắt cam vàng và cam V2 vào gốc cây bưởi diễn để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là dự tính là phải được 50 tấn cam. Giá bán đầu vụ thì cam Vinh thì là bán 10.5. Còn V2 là phải ra riêng mới bán. Thì là năm ngoái là đói ít thì là bán giá 27.000 một cân. Diện tích trồng cây ăn quả của xã Hùng An hiện có khoảng trên 100 hectare với đa dạng các loại như vải, nhãn, ổi, bưởi, thanh long, cam, quýt. Kinh nghiệm trồng cây ăn quả của người dân ở đây là chú trọng chọn giống tốt, trồng nhiều loại cây ăn quả khác nhau trên diện tích vườn và chăm sóc theo các phương pháp khoa học kỹ thuật mới. Có những mảnh vườn trồng cây ăn quả đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hiện nay, cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chuyển đổi, cải tạo diện tích vườn tạp sang trồng cây ăn quả và mang lại thu nhập tương đối ổn định. Xã cũng đã tuyên truyền vận động để người dân chuyển đổi từ cây không có giá trị kinh tế để ghép vào để là những cái cây cam V2 này, cũng như là cam Vinh để mà phát triển kinh tế để tăng cái thu nhập so hơn với hiệu quả về cây bưởi trước đây là trồng. Thì đối với xã thì hiện tại là các cái mô hình như trồng cây ăn quả như là cây ổi này, cũng như là cây thanh long và hồng xiêm và một số loại cây ăn quả khác trên địa bàn thì cũng hiện nay là cũng đang phát triển rất là tốt. Không phải là hướng đi mới, nhưng hiệu quả từ phong trào trồng cây ăn quả của xã Hùng An, huyện Bắc Quang cho thấy khi người dân mạnh dạn chuyển đổi các giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu thì sẽ mang lại thu nhập cao, giúp hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao mức sống cho người dân trong xã từ sản xuất nông nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.